Đây là những cửa hàng xe điện. Đêm người ta không cho xe vào đâu mọi người ạ. Người ta vứt ngoài vậy thôi. Rất là nhiều xe luôn mọi người ạ. Khi nào có ai đến mua thì xe người ta gọi là quét lá quét rác thôi. Đi rửa xe cũng không tốn tiền mọi người ạ. Đó, xe đang rửa ạ. Sinh sống như kiểu là người ta nuôi vậy ạ. Ở khắp nơi luôn. Rồi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Vương Khang. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuyến du lịch bụi ở bên Quảng Tây Trung Quốc. Ở video clip này mình sẽ chia sẻ những cái điều mà có thể mọi người chưa biết về Trung Quốc. Rất là nhiều điều khi mà mình sang bên này mình mới biết và mình mới hiểu ra mọi người ạ. Còn ở Việt Nam mình thì đúng thật sự như kiểu là mù tịt và bảo như là báo chí và mạng nó nói sao mình nghe làm vậy. Lúc trước mình không biết gì về Trung Quốc, mình cứ nghĩ rằng là Trung Quốc một cái đất nước nguy hiểm lắm. Và đất nước là kiểu như là mua người lấy nội tạng là mua người này bán cho người kia để gọi là làm vợ, làm kiểu như là làm gái đồ á. Mình rất là sợ. Mà sau này khi mà sang đây được bây giờ là 4-5 tháng rồi, mình mới nhận biết ra được là bên Trung Quốc người dân rất là an toàn. Nói chung là an toàn, an ninh vô cùng luôn. Cái điều thứ nhất, cái thứ hai đó là về vấn đề mà xe cộ mọi người nhá. Xe cộ bên này đi thì hầu như người ta không đội nón bảo hiểm mọi người ạ. Kể cả xe máy lẫn xe điện luôn. Mình đang suy nghĩ mình bảo ô, đất nước Trung Quốc là đất nước người ta sản xuất rất nhiều cái nón, nhiều mũ như thế. Nhưng mà người ta lại không sử dụng, người ta lại bán cho Việt Nam và các nước khác sử dụng. Mình thấy nhiều cái điều nó khác thường lắm mọi người ạ. Kiểu như những cái dược liệu tóc, những cái hóa chất nhá. Ở Việt Nam mình hầu như là nhập từ Trung Quốc. Nhưng bên Trung Quốc đây thì mình lại ít người nhuộm tóc và ít người sử dụng. Đó, hầu như Trung Quốc người ta chỉ sản xuất thôi, còn cái vấn đề tiêu thụ là các nước khác mọi người ạ. Và cái vấn đề đi học mọi người ạ. Thì có mấy bà chị ở bên này này, bà bảo chứ là ở Việt Nam mới thấy mấy cô kêu quá, bảo chứ con đi học lớp 1, lớp 2 mà thấy no đủ thứ tiền. Mấy chị ở bên này thì nói rằng là không, ở bên này thì không có chuyện đấy mọi người nhé. Bên Trung Quốc đây thì các chị không phải no vấn đề con đi học. Với là con của chị đó đang học lớp 1, đó. Thì chị bảo là khi mà vừa rồi nó đi vào học ấy, thì chỉ vào học thôi. Còn chị không phải no cái vấn đề tiền bạc gì cả, tại vì nhà trường người ta no gần như hết rồi. Tiền học phí là không phải đóng mọi người nhé. Bây giờ có ai mà đang sinh sống ở Trung Quốc mà có con đi học ấy thì cho cái comment bình luận bên dưới xem có phải là lớp 1 là không phải đóng học phí hay không. Đó. Lớp 1 nhá mọi người nhá, còn mình không có biết là lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì mình không rõ. Đó, tại vì con của chị là học lớp 1. Chị đang nói với mình là chị bảo là em gái của chị ấy, ở Việt Nam mà nó cho con đi học mà thấy nó no quá trời, nhà ba bốn đứa con thấy nó khóc quá. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái gì đó mình nói làm bằng chứng cho mọi người biết rằng là an ninh ở bên Trung Quốc tốt như thế nào mọi người nhá. Hiện tại thì Khang đang quay cho mọi người xem, đây là cái khu bán xe điện nhiều nhất ở cái khu vực thành phố Đông Hưng này mọi người nhá. Có cái xe ở trên đó, xe ba bánh đó đang bán mọi người ạ. Cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ mọi người không phải là vấn đề bán xe điện mà là cái khu bán xe điện này này. Là tối á, đây này, nó có khoảng 10 mấy chục cửa hàng mọi người ạ. Thì tối người ta không có cho xe vào đâu mọi người ạ. Đây này. Những chiếc xe trên kia là những chiếc xe mới mọi người nhá. Chiếc xe mới, còn đây là những chiếc xe cũ, người ta bán hai loại xe mới và xe cũ. Khi mà đến giờ nghỉ ấy, người ta sẽ cất một số xe vào trong nhà thôi. Còn một số xe người ta không có cất đâu mọi người ạ. Người ta vứt ngay ở đường thôi. Nói chung là không có ai lấy đâu. Đây là một cái điều mà mình thấy rằng là phải nói là đáng khen. Nói chung là mình phải học hỏi mọi người ạ. Người ta không có sợ mất xe. Ở Việt Nam mình mà nếu mà tối mà cửa hàng mà đóng mà vứt xe như thế này, ngổn ngang như thế này thì sáng ra còn... Nói chung là người ta hay có nói câu bảo cái còn cái nịt đấy mọi người. Đó đây này. Kể cả cục sạc người ta cũng vứt ngoài luôn rồi. Cục sạc này. Xe này, xe ba bánh này, xe cái loại xe ba bánh kia thì người ta bán giá khoảng là 2.700 đến 3.000 mọi người nhá, khoảng là 10 triệu ạ, ba xe ba bánh nhá mọi người. Đó, ở trên kia đang bán một con mà mình đang suy nghĩ xem có mua cho ông ngoại mình hay không. Cái vấn đề là mình mua là giá nó ok rồi nhưng mà đưa về ấy mọi người, đưa về nói nó tốn tiền phí nhiều, xe ba bánh nó khó đưa hơn là mấy cái xe kia. Mấy cái xe này thì giá đưa về chắc khoảng là 1,5 triệu thôi. Đây, xe này cũng đẹp mọi người này. Xe này thì không khác gì xe tay ga ở Việt Nam mình, đẹp quá trời luôn đó. Đó. Đây thì là những chiếc xe cũ thì người ta không quan trọng rồi. Xe cũ thì coi như là bỏ, nhưng không phải bỏ mà là rất rẻ ấy, nên người ta vứt ở ngoài. Đây. Những chiếc xe cũ là người ta sẽ tháo lấy biển số mọi người nhá. Tháo lấy biển số và người ta sẽ cà cái số sườn đi, bán lại cho những người mà mua xe không giấy tờ. Đó, kiểu như mình như này. Còn nếu mà mua xe giấy tờ là phải có biển số và phải có số sườn mọi người nhá. Còn mấy dòng xe này thì chắc đắt hơn, xe ba bánh này chắc cỡ khoảng 5.000. 5.000 mọi người ạ. 5.000 dòng này. Đó. Còn mấy dòng kia thì khoảng hơn 4.000, 4.200, 4.500. Tiền chung 33, vậy mà nhân nhân nên là sẽ ra giá. Còn cái khu này là xe cũ thì nói rồi.
Hôm nào mình mua một con như thế này mọi người này. Mình mua một con như thế này mình cho ông ngoại mình. Tại ông ngoại mình năm nay cũng bảy mấy rồi. Mình đang tính vậy thôi, tại vì mình xem được cái vấn đề mà vận chuyển về người ta lấy giá cước bao nhiêu nữa cơ. Giá cước cao quá thì thôi. Thấp thấp thì khoảng độ 1 2 triệu thì có thể là lấy được. Về cho ông ngoại mình đi, nó có số tới số re. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó che mưa che nắng luôn. Ông ngoại ý là những người già người ta không phải lo nắng cái vấn đề mà đi mưa đưa nắng. Đó. Còn xe đây là xe cũ mọi người nhá. Xe cũ là người ta bắt như này. Xe mới thì đây. Cửa hàng này thì chắc khoảng độ 1 tiếng nữa là mở cửa mọi người ạ. 1 tiếng mở cửa. Đó. Thì video này mình chủ yếu là nói với mọi người về các dòng xe điện ở bên Trung Quốc này, nhiều dòng rất là đẹp. Cái thứ hai đó là mình cái đoạn này mình muốn nói với mọi người rằng là ở bên Trung Quốc nó quá là an ninh luôn ạ. Nó quá an ninh luôn. Bây giờ mà bỏ cái điện thoại iPhone ở ngay ở cái cốp xe hoặc là để đây này, mình cũng không dám lấy luôn mọi người ạ. Kể có để sắp tiền mình cũng không dám lấy. Tại vì nó đánh đổi nhiều quá. Lấy sắp tiền cũng phải là 5 vạn hay 10 vạn hay 200 triệu đi. Mà người ta bắt được, người ta bắt lại số tiền đó là 1. Người ta trục xuất mình về là 2. Còn người ta còn phạt tù nữa mình ạ. Đây là những xe cũ mình nhá. Xe cũ thì không quan trọng đâu. Xe cũ thì người ta lấy hết biển số rồi mà. Đây mọi người để ý này. Xe cũ là khi mà người ta bán xe cho người chủ ấy, người ta đổi xe. Đây là những cửa hàng xe mới. Người ta sẽ lấy xe mới và người ta sẽ đưa xe cũ lại cho cửa hàng. Cửa hàng người ta sẽ bóc ra và người ta lấy biển số trả lại cho chủ. Và cái số sườn ấy người ta sẽ dùng máy người ta trà đi. Đây xe đạp. Ôi xe đạp như thế này mà ở Việt Nam mình thì người ta sẽ đùa ngay mình ạ. Cố đang đến để mở cửa hàng mọi người. Đó. Giờ này bắt đầu là người ta mới đến mở cửa mọi người ạ. Còn ô tô thì người ta bán đầy đường mọi người. Đây bây giờ mình vòng xuống cho mọi người xem ô tô nhá. Xe điện, ô tô. Đấy. Xe điện này cũng là vất ngoài đường mọi người. Đó. Đa số xe ba bánh mọi người ạ. Mình quay lên thì nhiều khi mình khen Trung Quốc là mình bị chửi mình ạ. Nên mình chả dám khen đâu. Mình chỉ muốn nói là bên nước Trung Quốc người ta an ninh tốt. Nói chung là dân ấy, dân người ta khá nghe lời. Nói chung là khá là gọi là tuân thủ ấy, chấp hành ấy. Đó, đây này. Còn đây là ô tô này mọi người này. Ô tô thì người ta bán như thế này. Đó. Cứ vắt ngoài đường vậy thôi. Khi nào có ai đến mua thì lấy số phone gọi là chủ ra là ok bắt tay cái là giao xe thôi. Đấy ô tô. Ô tô thì đa số mình thấy là ô tô của Trung Quốc không à. Đó. Có Toyota của Nhật Bản này. Đó. Nhiều xe lắm. Trên đây đầy mọi người. Ở bên Trung Quốc ấy, lúc đầu mình nghĩ rằng bên này nó gọi là như kiểu là nó loạn lắm, nó kiểu như là nó nguy hiểm lắm. Mà sang đây càng ở mình càng thấy bên này nó lại bình thường. Thứ nhất là người dân người ta rất là vui vẻ, cứ gặp cứ ní hảo cái này cười thôi. Thứ hai là khi mà mình đến một chỗ nào ấy mình thấy rất là an ninh, xe cộ cứ vất thôi. Chả bây giờ mà phải nghĩ là đi gửi xe hay là mất xe gì cả đấy, xe người ta vất đầy đấy. Thôi, bây giờ mình chạy đến kia mình tìm tiếp những cái điều mà chưa biết về Trung Quốc mình chia sẻ tiếp mọi người nhé. Còn bảo sao đường bên Trung Quốc người ta sạch, đơn giản thôi. Người ta làm việc và người ta có rất là nhiều máy móc để hỗ trợ cái việc mà dọn dẹp đường đấy mọi người này. Làm suốt ngày mọi người ạ. Đây là cái chiếc xe người ta gọi là quét lá quét rác thôi. Xong xíu nữa này có chiếc xe mà xe xịt nước đấy mọi người ạ. Xịt nước. Xong rồi có những chiếc xe mà lau cái kiểu như là những cái hành lang, những cái kiểu như là máy lau đó mọi người ạ. Rất là nhiều thứ. Đó. Lá đi đâu là hết tới đấy mọi người ạ. Wow, thấy chưa. Một điều nữa đó là cây xăng Trung Quốc mình ạ. Cái thứ mà không thể thiếu đó là cái máy rửa xe tự động này mọi người. Không cần phải người đâu mọi người nhá. Có nghĩa là người chủ tài xế ấy, chỉ cần quét là nó tự động nó sẽ chạy tới chạy lui nó rửa cho cái xe sạch sẽ. Đó, xong nó sẽ báo rằng là xong rồi thì xe sẽ chạy tới. Và cái điều đặc biệt là không mất phí mọi người nhá. Những người đến đây đổ xăng, đổ dầu thì hoàn toàn là được sử dụng cái dịch vụ miễn phí rửa xe để cho nó sạch á, để ra đường phố cho nó khỏi bị như kiểu là làm ra đường phố nó khỏi bị kiểu như ô nhiễm đường phố mọi người. Đó. Hiện giờ thì mình thấy nó đang sấy mọi người. Nó sấy kiểu như là dùng gió nó quạt để cho cái xe khô mọi người. Đó. Khá thú vị luôn. Có một điều thú vị ở Trung Quốc nữa đó là dù nông thôn hay thành phố nhá, dù nhà giàu hay nhà nghèo, những ngôi nhà mà dưới 5 tầng ấy thường thường người ta sẽ đi cái dàn giáo bằng tre mọi người. Đó. Mình đã đi và mình đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Có nghĩa là mình đi từ nông thôn
lên thành phố, kể cả khu biệt thự luôn, khu nhà tiền tỷ á, mà người ta vẫn sử dụng giàn giáo bằng tre như thế này. Nếu mà cao hơn khoảng độ 6, 7 đến gọi là 2, 30 tầng ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái giàn giáo, không phải giàn giáo mà là bằng những cây sắt mà người ạ. Những cây sắt như cây tre ấy, xong bắt đầu người ta sẽ kết lại với nhau. Còn ở bên này mình đã kiếm rồi. Không bao giờ mà thấy cái giàn giáo như ở Việt Nam mình mọi người nhá. Mình hỏi một số anh, một số chị thì người ta bảo rằng là cái kiểu cách ở bên này như thế, chứ không phải là người ta không có tiền, điều kiện người ta dư để có thể là thuê những cái dàn giáo kia luôn, tại vì xây nhà người ta còn sẵn sàng bỏ tiền ra để ốp gạch 100% ở ngoài mà. Ở nhà bên Trung Quốc đặc biệt này, mới có thể đấy à. Ở bên Trung Quốc là nhà người ta ốp gạch hết mọi người nhá. Hiếm lắm mới có một cái nhà sơn, còn đa số 100% là người ta ốp gạch ở ngoài, tại vì ốp gạch nó sẽ bền hơn và sạch hơn. Đó, tốn kém hơn một tí nhưng mà bền hơn, sạch hơn. Còn giàn giáo thì là không có mọi người nhá. Mọi người không biết là ở bên Trung Quốc có ai không, ở trong cái kênh của mình ấy, xem á, nếu mà thấy ở khu vực nào có giàn giáo thì bảo mình, chứ ở đây thì không có giàn giáo đâu. Đây là chỉ có tre với tre thôi, còn lên thành phố là chắc là sắt là chắc rồi. Toàn thanh sắt không mọi người ạ. À, đây là cái ngôi nhà mà ngôi nhà thời xưa của Trung Quốc mọi người này. Từ những cái năm bảy mấy 80 mọi người. Người Trung Quốc cái kiểu người ta không có phá đi đâu mọi người ạ. Này. Thế cái kiểu như là cái phong tục và cái kiểu như là cái thói quen người Trung Quốc là dù có nhà mới người ta vẫn để nhà cũ mọi người nhá. Kiểu như là người ta nghĩ đó là một cái nền tảng mà đã giúp người ta gây dựng sự nghiệp. Trong trường hợp mà như kiểu là bí bách quá hay là như thế nào quá, người ta mới phá đi để xây nhà mới thôi. Thường thường người ta sẽ xây cái nhà mới, né cái nhà đấy ra để giữ lại cái nhà đó. Và cái nhà ở bên Trung Quốc người ta xây thì 80-90% người ta ốp gạch ngoài rồi nhá. Đó. Ốp cái gạch ngoài này đó, ốp gạch như thế này thì mình thấy là nó sạch, nó sạch, và cái thứ hai là nó bền, nhưng chi phí thì nó cao hơn. Và gạch của Trung Quốc thì đố mọi người mà tìm thấy một viên gạch có nỗ ấy, không bao giờ mà gạch có nỗ mình ạ. Đó, gạch này chỉ gạch đặc thôi, gạch có nỗ là chắc là không có đâu mọi người nhá, không có. Còn nhiều bạn cứ hay thắc mắc bảo chứ sao mà nông thôn Trung Quốc nhiều nhà nghèo, không phải đâu mọi người ạ. Những cái căn nhà đó là những căn nhà người ta để lại như kiểu để làm kỷ niệm. Cái thứ hai đó là cái kiểu người ta nghĩ đó là cái nền tảng, cái là cái quá trình mà thúc đẩy cho người ta phát triển đó, có nghĩa là cái nền móng á, thì người ta giữ lại để không phá vỡ nó đi. Phá vỡ đi thì nhiều khi nào ăn nó kiểu như là nó lụi tàn hay như nào đó, cái cách nghĩ như vậy. Và người ta để lại thì có nhiều cái lợi ích lắm. Ví dụ sau này nhà nước có thu hồi đất á, thì nhà nước sẽ tính vào cái tiền đền bù, rồi là người ta sẽ phát lương hàng tháng cho những cái người mà được lãnh đó. Cái điều đặc biệt ở Trung Quốc này này, cò nhá, cò và vạc hình như người ta không bắt bao giờ mọi người ạ. Có nghĩa là người ta bảo quản, người ta bảo tồn đấy ở khắp nơi ở khu vực này này. Mình thấy chỗ nào cũng là cò là vạc, mà những cái con cò nhìn nó rất là đã luôn kìa. Con cò cũng có, con vạc cũng có mọi người nhá. Rồi là rất là nhiều những loại chim khác, nó bay đầy ở trên cánh đồng, và nó gần như nó sinh sống như kiểu là người ta nuôi vậy ạ, ở khắp nơi luôn. Mình có hỏi mấy anh ở bên này, mấy anh bảo chứ là bên này người ta cấm nhá, cấm không cho phép mình bắt những cái con cò, con vạc, con chim, con những con như này này. Đó, ở dưới kia còn rất là nhiều những con chim chích 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 kìa, còn trên kia là những cái con cò, con vạc. Vạc là nhiều mọi người ạ, cò cũng có bên kia những con cò nhỏ nhỏ kìa, còn con vạc thì nó to hơn. Đó. Ở Việt Nam mình thì hiếm lắm. Việt Nam mình thì chỉ chờ đến cái mùa mà mưa bão mọi người, thì những cái đàn cò khắp nơi nó sẽ bay qua. Ví dụ như ở Campuchia, ở Lào hay là ở Trung Quốc, người ta bảo quản, người ta bảo tồn á, kiểu như là nó nhiều á. Hôm nào mà trời mưa bão nhá mọi người nhá, có nghĩa là hôm bữa mình đi qua đây này, một cái ngày mà trời nó chuyển dời á, nó mưa bão mọi người, mình nói mọi người nó trắng luôn, có nghĩa là hết cái khu bầu trời này nó bay kín luôn, có nghĩa là khắp mọi nơi ở khu vực này nó sẽ tụ lại một điểm, nó kiểu như là nó né bão, tránh bão mọi người. Mình thấy rất là đông. Và đây thì mọi người có thể thấy thì rất là nhiều con chim kìa, chim ở dưới kìa. Đó, chim rất là đẹp luôn, mình không biết chim gì. Đây có a cổ đang nhìn mình, không biết cái gì. Người Trung Quốc người ta có cái hay nhá mọi người nhá. Ở Việt Nam mình thì mình nói thật với mọi người, những con chim như thế này thì chắc vào gọi là vào giả cầy với vào nướng mọi hết rồi. Đó. Rất là nhiều mọi người ạ. Bảo sao mà ở bên Trung Quốc cái gì nó cũng rẻ, tại vì người ta đánh bắt rồi người ta làm theo kiểu đúng quy cách, nó giữ gìn được và nó nhiều thì nó rẻ thôi. Đây, một điều nữa mình muốn chia sẻ mọi người ở bên Trung Quốc như thế này.
Là bên Trung Quốc là một trong những nước đi đầu về vấn đề mà năng lượng mặt trời mọi người. Đó, đây là những cái cục điện người ta thu lại được từ cái pin năng lượng mặt trời mọi người này. Đó. Và ở đây thì người ta lắp rất là nhiều mọi người ạ. Không thể là nói là một hai chục tấm hay một hai trăm tấm, nó rộng mênh mông trời đất luôn, có khi cả mấy km vuông toàn những cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này. Đó. Ở hai bên mọi người nhá, bên này thì chạy dài lên trên kia khoảng là 2-3 cây số, bên này cũng chạy dài, nếu mà nói tính ra thì khu vực này nó khoảng là 4 cây số, nhân với lại 2-3 cây ấy, khoảng là 10 mấy km vuông cái điện năng lượng mặt trời như thế này mọi người này. Đó. Và mình thấy là bên này nó làm như thế này rất là hay mọi người nhá, che chắn như thế này, bắt đầu ở dưới người ta vẫn thả cá nuôi cá mọi người, nhưng mà người ta kiểu như là chỗ này người ta không cho vào mọi người ạ. À, và cái điều đặc biệt nữa đó là vào cái mùa mưa bão mọi người, cái nơi này là nơi rất là tốt để cho chim cò đậu mọi người ạ. Ở bên Trung Quốc đây thì chim cò người ta cấm đánh bắt nha mọi người nhá, kiểu như là người ta không cho phép đâu. Ở trên thì là chim trời cá biển, anh mình thấy ở bên này cái gì cũng nhiều mọi người ạ, chim trời cũng nhiều mà cá biển cũng nhiều, cá thì khỏi nói đi. Người dân người ta kéo cá kéo lưới suốt ngày mà mình thấy nó cứ nhiều hoài, nó cứ có hoài ạ. Pin năng lượng mặt trời thì khỏi nói, rất là nhiều. Cò thì giờ này nó đi nó tản mát mỗi nơi mỗi con nó đi ăn á. Còn nếu mà ngày nào mà mưa gió một tí mình cho mọi người xem thì nó đông nghẹt, nó nhiều không kể xiết luôn mọi người ạ. Nó nhiều người bảo bên này vẫn đánh cò vẫn bắt chim thì mình thấy rằng là chỉ lâu lâu mình gặp những anh mà anh bắn súng cao su ấy, anh đi anh bắn vài con chơi thôi, chứ để mà bảo mà săn bắt như kiểu mà đánh bẫy với lại dính keo đồ thì mình chưa thấy bao giờ. Đó, pin năng lượng mặt trời đấy nhiều lắm mọi người ạ, rộng mênh mông trời đất, từ đây xuống kia thì nó ra tới ngoài cửa biển luôn, nó rộng lắm. À, cuối cùng thì mình chia sẻ mọi người một tí về những người nông dân nông thôn Trung Quốc. Sự thật ấy thì mình thấy rằng là những người này, những người đây người ta rất là chịu khó mọi người ạ, chịu khó cần cù sáng tạo. Hiện tại thì mình thấy hai chú này đang đi ra đây để lấy những cái tấm ván xẻ rồi là mang về đóng thuyền mọi người ạ. Các chú này là làm bên đóng thuyền, đóng tàu ở ngay gần đây thôi. À, và chú này thì chú đang làm một cái công việc, đó là chỉnh cái máy để có cái máy nó tự mài lưỡi cưa mọi người. Xong mình sẽ thay cái lưỡi để cho cái chú kia chú cắt. Đó, hai chú sẽ cắt cái tấm gỗ đó thành nhiều tấm ván để đưa về sử dụng. Thì lúc trước mình cứ nghĩ rằng là người Trung Quốc người ta phải là nhanh, phải là như thế nào đó ghê gớm lắm, nhưng mà không phải mọi người nhá. Người ta sống rất là chậm. Sống chậm, sống thật và sống kiểu như là đơn giản thôi. Giữa cái sự hiện đại nhưng mà người ta lại đi kết hợp với những cái thứ gọi là đơn giản, thô sơ. Đấy, kiểu như cái máy này, cũng như kiểu cái xe này, cái xe của các chú này, cũng kiểu như những cái xe cổ thời chiến tranh nhé mọi người. Và cái máy mà máy nổ, máy cày, máy cưa, máy cắt kìa, cũng là cái kiểu như là rất là cổ hủi rồi. Nhưng mà các chú vẫn kết hợp để làm việc một cách nó ok, đó. À, đây là những người ngư dân ở bên Trung Quốc, người ta đang lên cái thuyền hào. Mình thấy ở bên Trung Quốc đây thì người ta nuôi cũng khá là nhiều hào, nuôi cá cũng rất là nhiều đó. Và mình lưu ý một tí thì cá trê ở bên Trung Quốc đây thì người ta có một cái khu vực kiểu như là vòng quanh của một cái khu chăn nuôi á, người ta sẽ thả rất là nhiều cá trê và cá rô phi để mục đích để xử lý nước thải á. Và mình thấy cá chết cũng rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là nếu mà mọi người ở Việt Nam mình mà không cá không rõ nguồn gốc, cá trê, cá rô phi không rõ nguồn gốc thì tốt nhất đừng ăn ha. Thì mình nói để cho mọi người cảnh giác thôi, chứ cần thực ra thì nếu mà đúng nguồn gốc, đúng biết chỗ cho thì ăn ok. Còn nếu mà gặp cái cá xử lý nước thải đấy mà ăn vào thì chết toi mọi người ạ. Tại vì nó sẽ xử lý cái nguồn nước độc ở xung quanh cái khu nuôi cá. Cái thức ăn chăn nuôi nó sẽ độc mà, nó sẽ xả ra ngoài. Đó. Còn cái gà thì bên này mọi người biết rồi. Bên này thì gà cũng như Việt Nam mình thôi, nó sẽ có mua nhiều loại gà. Những người mà có tiền thì người ta ăn những con gà vườn, gà đồi. Những người mà bình thường thì ăn gà công nghiệp. Rồi những người mà không có tiền mà nghèo quá thì ăn cái gà xả. Nhưng mà gà xả bên Trung Quốc đây mình cũng không thấy nhá mọi người nhá. Mình thấy ở Việt Nam nhiều hơn đấy. Bữa mình đi móng cái, ông anh cũng mua cho mình 5 con. 5 con là 100 ngàn, mỗi con là 20 nghìn. Về 6-7 anh em cho vào một kho, một nồi to chả bá, ăn không hết mọi người ạ. Mãi sau mình mới hỏi thì mình mới biết được, anh ấy bảo là gà đây gà bên Trung Quốc, gà đây gà xả, gà vất đi của Trung Quốc ấy. Mọi người ăn gà nhá, mọi người lưu ý, mọi người né những cái con gà mà kiểu như là nó da nó giòn giòn sật sật ra nhá. Mấy con gà mà da dai dai giòn giòn ấy, mấy con gà đấy gà già. Đó, ăn gà là phải chọn những con gà mà da mềm, da bóng, da vàng. Thì video này mình chia sẻ tới đây mọi người nhá. Chia sẻ cho mọi người những cái điều có thể mọi người chưa biết về Trung Quốc.
Trong video thì mình có hơi miên man một tí, có nghĩa là mình muốn quay để cho mọi người cảm nhận nó sâu hơn, nó có nghĩa là chậm chậm hơn, mình sống chậm ấy mọi người. Chứ nếu mà mình làm rẹt như kiểu TikTok một phút xong hết cái nội dung này thì cũng có thể được, nhưng mà nội dung nó ngắn quá thì mọi người chưa kịp cảm nhận thì nó đã hết rồi thì cũng không nên. Đó, mình làm cho mọi người xem nó miên man một tí như thế. Rất mong mọi người xem và cảm nhận rằng cái gì đúng, cái gì sai. Chắc là trong video thì mình nghĩ rằng không thể đúng hết được, nhưng mà cũng có cái đúng, có cái sai. Mọi người cho những cái comment bình luận bên dưới để cho mình hiểu được cái vấn đề sai là như thế nào, và mình sẽ ra những cái video mới nó hay và nó chuẩn hơn một tí nữa.